Dạ rồi, ok, ngày hôm nay thì bao nhiêu số anh chị mình đang gọi là mình đang trong cái trường hợp mình trơ cảm xúc với mọi thứ xung quanh cuộc sống của mình cả nhà. À, cũng như là trơ cảm xúc với tiền luôn. Hoặc là anh chị đang thực hành lòng biết ơn mà vẫn không có được cái sự kết nối với tiền bạc. Hoặc là anh chị trong trường hợp là mình đang chờ một cái khoản tiền. Nó có thể là nó về tới cửa rồi đó nhưng mà nó không đến với mình. À, anh chị chờ cái khoản tiền đó đến để giúp cho mình thực hiện một cái việc gì đó mà anh chị đang rất là cảm thấy. Nhà. Vậy thì thông qua cái bài tập ngày hôm nay thì Phúc sẽ hướng dẫn cho cả nhà à, và nó sẽ giúp cho các anh chị cái đầu tiên là giúp cho các anh chị chuyển hóa được cảm xúc. À, cái thứ hai mà anh chị nhận được trong cái bài tập này đó chính là cái sự trân trọng, cái sự biết ơn với tất cả mọi thứ xung quanh cuộc sống của mình cũng như là với tiền bạc. Và cái điều thứ ba mà anh chị nhận được đó là cái sự kết nối, cái sự gắn kết với tiền bạc. Được không ạ? Vậy thì sau ba cái điều tuyệt vời này và nó sẽ giúp cho các anh chị thu hút được cái khoản tiền đó về với mình. Vậy thì nếu mà anh chị trong trường hợp này thì anh chị có thể là dành chút thời gian để lắng nghe cái chia sẻ cũng như là ngồi xuống thực hành cùng với Phúc. Phúc sẽ chia sẻ cho cả nhà của mình viết bài như thế nào và thân bài mở bài mở bài thân bài kết bài sẽ viết như thế nào, làm sao để mà mình có được cái cảm xúc, có được cái sự kết nối với tiền bạc. Thì anh chị trong trường hợp này thì anh chị mới lắng nghe ha, còn nếu mà không không cần thiết và cũng như là anh chị chưa có nằm trong cái trường hợp này thì anh chị có thể là bỏ qua cái phần chia sẻ của Phúc và hẹn các chị trong cái buổi chia sẻ lần sau, được không ạ? Và với cái cách mà Phúc đã ứng dụng cho mục tiêu của mình cũng như là cái công thức này, rất là nhiều các anh chị trong câu lạc bộ ứng dụng thành công. Nên với cái kinh nghiệm bản thân kết hợp với công thức của câu lạc bộ nên là Phúc mong muốn là sẽ chia sẻ lại. Nên là ở đây không có sự đúng hay là sai cả nhà nha. Nó sẽ tùy thuộc vào nó sẽ đúng với cái người nào mà họ có cái niềm tin và giúp cho họ tạo ra kết quả. Và khi mà có niềm tin thì chúng ta sẽ đạt được mọi cái thứ mà mình mong muốn thôi. Đúng không ạ? Anh chị nào học phát triển bản thân, anh chị nào cùng gắn bó học tập với Phúc hay là anh chị từng tham gia một cái môi trường về phát triển bản thân thì anh chị sẽ có những kiến thức này và anh chị sẽ hiểu rõ Phúc cái điều này, đúng không ạ? Được không? Rồi, vậy thì quay trở vào với cái phần chia sẻ cả nhà nha. Vậy thì theo anh chị ha, có nghĩa là cái người nào, cái nhân vật nào hay cái mối quan hệ nào mà nó khiến cho cái con người của mình là mình tương tư, mình nhớ mong ngày đêm. Mình nhớ, mình rất là nhớ, mình rất là thương, mình rất là mong cầu và mình sẽ được ở bên cái nhân vật đó là càng nhiều càng tốt, thời gian càng dài càng tốt, hoặc là ở rất là lâu nhưng mà mình lại thấy không chán, mình chỉ muốn ở bên cái người đó thôi, đúng không ạ? Vậy đó có phải là một cái mối quan hệ trong tình cảm, là người yêu của mình, là cô ấy hoặc là anh ấy trong cái mối quan hệ, đúng không cả nhà? Hay là người vợ, người chồng của mình bây giờ cũng như thế. Xét với những cái mối quan hệ tốt đẹp cả nhà nha. Vậy thì đó là mối quan hệ trong tình yêu của mình cả nhà. Thì chúng ta sẽ lúc này thì chúng ta sẽ cùng cái trường năng lượng, cùng cái sự thương nhớ về nhau, cùng cái ước mơ hay là cái năng lượng yêu thương, cái cảm xúc, cái cảm xúc nó đồng điệu với nhau đó cả nhà. Chính vì thế chúng ta nghĩ về nhau, chúng ta ở với nhau và chúng ta thích được ở bên nhau nhiều hơn cả nhà. Vậy thì có một cái quy luật của vũ trụ cả nhà, có một quy luật của vũ trụ đó chính là một cái việc gì đó nó sẽ tất cả mọi thứ, một cái thứ gì đó mà nó đúng với một việc thì nó sẽ đúng với tất cả mọi việc cả nhà. Đúng không ạ? Anh chị nói xuống ha. Một việc một cái gì mà nó đúng với một việc thì nó sẽ đúng với tất cả những cái việc còn lại cả nhà. Một ví dụ như bây giờ ha, anh chị không có cái sự kết nối với mọi người xung quanh đây chẳng hạn, thì ngay lúc này khẳng định một điều là anh chị sẽ không có kết nối được với chính mình, được không cả nhà? Hay là sao? Hay là nếu mà anh chị không có mối quan hệ tốt với tiền thì mình không có nhiều tiền hơn, đúng không cả nhà? Dạ, vậy thì sao? Ở Phúc ví dụ như là sau cái ví dụ này ha, ở Phúc ví dụ như là một cái người bao nhiêu số chị đây mình làm kế toán này, mình làm kế toán, thì anh chị có thấy một cái điều rằng là sai một ly đi một dặm, sai con số bán không tròn
Thì đó là cái mà ông bà ta hồi xưa thường nói cả nhà, mà nói chính xác luôn cả nhà. Tại vì sao ạ? Anh chị thêm số 0 bớt số 0 thì anh chị sẽ thấy cái hậu quả là nó như thế nào. Chúng ta phải là cái người chịu cái hậu quả đó. Ví dụ như bản thân của Phúc cả nhà, bản thân của Phúc từng là một cái người là mình làm nhân viên kho cả nhà. Nhân viên kho thì mình Phúc sẽ làm về công nợ cả nhà, công nợ về vỏ két, công nợ nước, sản phẩm đó cả nhà. Mà Phúc làm hồi đó là Phúc làm nhân viên kho bia. Thì Phúc sẽ chịu cái công nợ về tiền bạc. Thế thì sao? Thế thì cái thời gian đó là Phúc đã có cái sự sai sót và dẫn đến là mình phải đền rất là nhiều két, nhiều cái vỏ két ở tại nhà. Lúc đó thì một cái vỏ là trị giá là 35 ngàn, mà một trăm mấy cái vỏ như vậy cộng với là những cái khoản công nợ Phúc phải đền vào đó là tiền riêng á, tiền không tính vỏ két vào là gần 2 tháng lương, gần 2 tháng lương cả nhà. Nói chưa dễ dàng tí nào ha. Nhưng đó là sao đó, sau cái hậu quả đó thì sao? Đó là cái quả mình thấy ngày hôm nay thôi, nhưng mà phía trước đó cả nhà, phía trước đó chính là tổng hợp tập hợp những thói quen, ở những cái sự không cẩn thận của mình, cái sự không cẩn trọng của mình, cái sự nhầm lẫn của mình trong những cái việc nhỏ nhặt hàng ngày. Chính vì thế mà ngày hôm nay Phúc phải chịu hậu quả đó để tốt nghiệp bài học cả nhà. Cả nhà hiểu ý này không ạ? Hay là một cái việc như thế này cả nhà. Phúc vào Zoom học tập, mình vào không đúng Zoom, không đúng cái tên, không đúng cú pháp. Có nghĩa là cú pháp của câu lạc bộ, văn hóa của câu lạc bộ, đó chính là tên mình cộng với tên của nhóm trưởng. Nhưng ngày hôm đó thì Phúc vào theo đường link thì Phúc mới nói rằng là thôi thì vào đó sửa được, mà có bữa sửa có bữa không cả nhà. Cho đến một ngày thì sao? Phúc bị đẩy ra. Mặc dù mình vẫn mở camera bình thường, nhưng mà mình bị đẩy ra thì lúc này sao? Mình mất thời gian, mình có những cảm xúc không tích cực, đặt câu hỏi liền lý do vì sao đẩy tôi ra, tôi đang học rất là nghiêm túc như này rồi đuổi tôi ra. Mình sẽ tác động cái sự không tích cực lên người khác là cái thứ hai, và cái thứ ba mình mất thời gian, mình mất năng lượng nữa cả nhà. Vậy thì sao? Tốt nghiệp bài học, khi mình làm đúng có nghĩa rằng là mình đang trân trọng cái người nhóm trưởng của mình đang trân trọng câu lạc bộ, cái văn hóa của câu lạc bộ. Và khi làm như vậy mình sẽ được hỗ trợ một cách tốt nhất có thể. Thế thì tại sao mình không làm đúng? Làm đúng một việc mình sẽ làm đúng trong tất cả mọi việc, mà mình làm đúng ngay từ đầu thì mình sẽ có kết quả ok, được không cả nhà? Vậy thì quay trở lại cái mối quan hệ với tiền, chúng ta hô hào rằng mình là tỷ phú, mình là triệu phú, nhưng sao mình không hiểu gì về cái này cả. Mình không biết tổng tài sản là bao nhiêu, mình không biết cách quản lý tiền, mình không có tư duy của những con người đó. Có nghĩa rằng không hiểu gì về nhau, làm sao ở bên nhau, làm sao mình đạt được kết quả đó, đúng không cả nhà? Đúng à? Đúng không ạ? Đúng không cả nhà? Không sao ha, nếu anh chị mình đang trong trường hợp này thì không sao, không sao cả. Thì đó là cái thứ mình chưa biết thôi, ngày hôm nay mình biết để mình tốt nghiệp, mình phát triển, mình thay đổi thôi, được không ạ? Vậy sao? Tiền bạc thích cái gì mà không thích cái gì, mình phải hiểu tiền bạc vận hành như thế nào, quản lý như thế nào, gia tăng như thế nào, thì mình phải là cái người nắm rõ để mà mình sở hữu được cái thứ mình muốn, đúng không cả nhà? Ví dụ như là tiền thích cái năng lượng của sự vui vẻ, của sự hạnh phúc, của sự đủ đầy, của cái sự rõ ràng và cái sự nhanh chóng, đúng không? Nhưng tiền không thích cái gì đây? Tiền không thích cái sự lo lắng, những cái cảm xúc áp lực. Đa số chúng ta đặt mục tiêu về tài chính, chúng ta mong cầu một cái khoản tiền đó về với mình, rồi mình áp lực, rồi mình không vui, rồi mình không thoải mái. Vậy thì quay trở lại cái mối quan hệ đi, cho nó dễ hình dung. Ví dụ như người yêu anh chị, mình chỉ tạo cảm xúc họ đi luôn, họ luôn, họ đến với cái người nào mà thoải mái với họ, họ đến với người nào mà họ được yêu thương, họ được chiều chuộng, họ được cái sự lắng nghe chia sẻ, họ được cái sự trân trọng và biết ơn, chứ không đến với người là luôn luôn là tạo cái áp lực cho mình, đúng không cả nhà? Vậy thì cái bài học mà chúng ta cần tốt nghiệp đó là tiền, tiền đây là tiền thôi. Vấn đề của anh chị bên này thì tách nó ra, tách ra, tách ra cả nhà, không có để dính chung, hai cái này không liên quan gì nhau cả. Tiền là chỉ là tiền thôi, vấn đề là do mình tạo ra, do mình không có đủ tư duy, có kiến thức, cái trí tuệ để mình giải quyết vấn đề đó không, được không ạ? À? Hoặc là do cái tư duy trí tuệ của mình thu hút cái vấn đề đó tới đó. Chứ còn tiền là giúp cho mình tự do, giúp cho mình thuận lợi cuộc sống hơn mà, chứ không phải là tiền là nó do tiền cho nên tôi có vấn đề đó, tôi phải gặp vấn đề đó, được không ạ? À?
do tiền cho nên tôi không có tiền đóng tiền học cho con, do tiền cho nên là không có tiền trả tiền tiền lãi, tiền thanh toán những cái hóa đơn khác, đúng không? Do tiền cho nên tôi không được học cái chương trình rèn luyện doanh nhân, chặt tay hóa vàng để giúp tôi kinh doanh tốt hơn, để giúp cho tôi có một cái tư duy, cái tầm nhìn của một người thành công. Mình không có gắn tiền bạc với cái vấn đề được không ạ? Kể từ nay về sau, kể từ nay về sau, tiền là tiền và vấn đề của chúng ta là vấn đề của mình, là vấn đề của anh chị, là của Phúc của anh chị, và mình phải chịu trách nhiệm về điều đó, được không ạ? Được không cả nhà? Đó, mình chịu trách nhiệm về vấn đề đó và phải làm sao? Kể từ nay mình phải biết cách quản lý tài chính của mình, học cách gia tăng dòng tiền, làm hiểu đúng các quy luật vận hành của tiền, được không? Không có cho bạn tiền chịu những áp lực, những cảm xúc, những tổn thương, những cái sự đau đớn, những cái sự không thoải mái đó nữa. Ai mà thích ở với mình đâu? Dạ. Đơn giản hóa cái cuộc sống của mình. Ví dụ à, chi tiền để mua cho con cái này, nếu nó nằm trong kế hoạch tài chính của mình, ok làm mua luôn, khỏi suy nghĩ. Đơn giản hóa cái suy nghĩ của mình đó cả nhà. Còn không thì ví dụ anh chị mua một cái món quà để báo hiếu cho mẹ, ví dụ như 3 triệu, 5 triệu đi chẳng hạn. Ừ, suy nghĩ bây giờ nếu mà chi ra nó hụt về cái khoản tài chính của mình thì sao? Nếu nằm trong mục tiêu ok, mua liền, không phải suy nghĩ, chúng ta phải đỡ mất thời gian và năng lượng của mình, được không ạ? Hay là anh chị đầu tư cho trí tuệ của mình, cho sức khỏe của mình. Ô, đây là cái khoản đầu tư lợi nhất. Người thành công họ đang làm như thế mà, họ đầu tư mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Bực luôn. Chúng ta không cần phải suy nghĩ để mà chúng ta tốn nhiều cái thời gian như vậy cả nhà. Nó mất năng lượng của mình và vô tình cái sự lo lắng đó nó khiến mình thu hút đến những cái vấn đề. Được không ạ? Anh chị nào làm được điều này? Anh chị comment ạ. Ok, ok cả nhà ha. À, vậy thì thông qua cái bài học hôm nay thì chúng ta sẽ có được cái gì? Cái đầu tiên là cái sự kết nối, cái sự chuyển hóa cảm xúc của mình, chịu trách nhiệm về những cái vấn đề hiện tại. Mình chuyển hóa được cảm xúc. Và cái thứ hai là mình sẽ biết trân trọng và yêu thương tiền bạc nhiều hơn. Và cái thứ ba là mình sẽ có cái sự kết nối hàn gắn, và làm được ba điều này thì chúng ta mới thu hút được cái khoản tiền về, được không ở nhà? Ừ. Và Phúc lưu ý tí xíu ha, đây là một cái bài viết viết thư tình cho tiền, viết thư tình cho tiền, như anh chị nói là ảo tưởng nè. Khi anh chị làm đi, làm đi, nó có kết quả rồi biết là ảo tưởng hay không có ảo tưởng ha, có cho mình niềm tin, được không ạ? Phải ứng dụng thì mới biết là ảo tưởng hay không ảo tưởng thôi cả nhà nha. Phúc lưu ý với anh chị là mình sẽ tiền ha, tiền thì mình sẽ dùng cái ngôn ngữ, cái ngôn xưng bất kỳ, anh lại là em hay là người yêu hay là gì đó, nhưng làm sao anh chị viết bài này, anh chị mở ngoặc ra để mà làm sao người thân gia đình của chúng ta sẽ không hiểu lầm cái mối quan hệ này. Nhiều anh chị là sẽ bị hiểu lầm rằng là có mối quan hệ bên ngoài. À, đừng ngại, nó hài nhưng mà đó là thực tế cả nhà nha. Rồi chúng ta sẽ viết, viết lúc nào thì viết cho cái mục tiêu nào, cho cái điều mong muốn nào thì tính cái lúc đó thôi ha. Rồi cũng như người yêu mình sẽ kết nối mà bằng cách là mình thể hiện lúc nhiều lần, chứ không phải là mình viết một lần rồi thôi cả nhà nha. Nha. À, bây giờ cái phần đầu tiên này, phần mở đầu là khi mình viết thư thì mình làm gì mở đầu cả nhà? Dạ chính xác ạ. Có nghĩa là mình sẽ có ngày tháng năm, ngày tháng năm ở nhà nhé. Cái thứ hai là mình sẽ gửi cho ai, gửi cho ai, gửi cho bạn tiền, gửi cho anh tiền, gửi cho em tiền, gửi cho anh yêu, người yêu, gì đó, nói chung là cái từ nào mà anh chị thấy cảm xúc nhất ha. Cái từ bạn thì nó chưa thực sự cảm xúc nhiều đâu cả nhà. Chứ anh chị có thể là dùng cái ngôn từ, cái ngôn xưng mà khiến cho mình dâng trào cảm xúc, viết làm sao mà tưởng tượng trong cái mối quan hệ của mình là người đó họ sẽ quay trở về với mình ngay lập tức cả nhà nha. Mình sẽ gửi cho ai, anh à, em à nhé. Rồi ok, cái phần thân bài nha, phần 2 sẽ là cái phần thân bài này, nó sẽ gồm có 3 phần, 3 phần để giúp cho các anh chị chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa cảm xúc được nè. Bước đầu tiên là anh sẽ bày tỏ sự biết ơn của mình với tiền bạc. Bước 2 là anh chị sẽ xin lỗi tiền bạc. Hai bước này giúp anh chị chuyển hóa cảm xúc. Bước thứ ba là anh chị sẽ cùng nhau nói về cái lời hứa của mình với tiền bạc, với anh tiền, với em tiền. Đó, được không ạ? Và cái kết bài của chúng ta là sẽ cùng nhau nói về cái ước mơ,
cái điều mà các anh chị mong muốn, anh chị dùng số tiền đó để làm cái gì, được không? Rồi Phúc sẽ hướng dẫn cho cả nhà ha, để anh chị rõ ràng hơn. Phúc tin rằng là qua đây anh chị cũng hình dung được rằng mình sẽ viết như thế nào. Rồi, ngày tháng năm gửi anh ha, gửi anh. Rồi ok, thì mình sẽ bày tỏ cái sự biết ơn của mình cả nhà nha. Thì mình sẽ nói như thế nào đây cả nhà? Kể từ khi anh đến với cuộc đời của em, thì cuộc sống của em bắt đầu nó có sự khác đi. Anh chị nhớ về khoảnh khắc là lần đầu tiên mình bắt đầu là mình tạo ra tiền là thời điểm nào, và tiền nó giúp cho mình làm được cái gì cả nhà. Và mình em rất là hạnh phúc, biết ơn và vô cùng biết ơn anh. Cảm ơn anh bởi vì ngày đêm đã yêu thương, lo lắng cho em từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ miếng ăn, từ giấc ngủ, từ những cái món đồ mà em dùng mỗi ngày. Và nhờ có anh và cuộc sống của em và gia đình em trở nên tuyệt vời hơn. Cảm ơn anh đã giúp cho em có những cái trải nghiệm, những chuyến đi vô cùng tuyệt vời. Hay là cảm ơn anh đã giúp cho em thực hiện được giấc mơ, báo hiếu được cho ba mẹ của mình, cho con của mình dùng những cái sản phẩm, những cái thứ gọi là tốt nhất cho con của mình, một cái môi trường sống tuyệt vời nhất, đúng không ạ? Khi mà chúng ta, anh chị cứ viết viết làm sao mình có cảm xúc, cái ngôn từ của các anh chị chạm chạm tới ha, chạm tới để mà làm rung cảm cái đối phương, được không ạ? Rồi thì nhờ có anh, ví dụ như anh chị đang đang được nhờ bạn tiện giúp cho các anh chị làm điều gì, có thể là mua điện thoại, mua máy tính trước đó, hay là mình mua một cái ngôi nhà, hay là mình sở hữu chiếc xe, những cái thứ đó thì bắt đầu là mình sẽ bày tỏ được cái sự biết ơn của mình, được không ạ? Và nếu không có anh trong cuộc đời của em, thì tất cả mọi người không biết phải sống làm sao. Tức là mình thể hiện cái sự quan trọng, rất là quan trọng. Có nghĩa là mình đang trân trọng và mình biết ơn cái anh tiền nhiều, được không ạ? Thứ số 2, bây giờ mới xin lỗi này, giúp cho mình là khơi gợi được cái sự kết nối, được không? Bây giờ là mình xin lỗi, vì sao? Vì sao mình phải xin lỗi đây? Nhiều khi là lương chưa về cả nhà, lương chưa về, tiền chưa về, bắt đầu là chia ra ABC. Có nghĩa là con mình chưa về, mình đẩy đó, đẩy con mình đi. Có nghĩa rằng là người yêu mình chưa tới nhà, mình nói thôi anh về đi, bây giờ em không muốn gặp. Được không ạ? Có nghĩa rằng họ chưa về tới, mình đã đẩy ra rồi, đẩy đi rồi. Hay là bây giờ anh chị không biết quản lý tiền, có nghĩa là mình chưa biết cách giữ gìn, trân trọng và giữ gìn anh. Xin lỗi bởi vì có những lúc là vì cái sự vô minh của mình đã đẩy vào những cái dự án không an toàn, vài triệu, vài trăm, vài tỷ. Cái này thì rất là nhiều rồi, Phúc cũng từng như thế cả nhà. Và xin lỗi bởi vì là có những cái lúc mà em đã tạo cái sự áp lực, cái sự không thoải mái, những cái cảm xúc không tuyệt vời với anh. Xin lỗi anh ha, bởi vì là em là không có cái tư duy đúng để mà hiểu anh nhiều hơn, mang đến cho anh những cái cảm xúc tuyệt vời hơn, được không? Phần 3. Rồi phần 3 sẽ là cái phần lời hứa của mình ha. Khi mình hiểu rồi, mình kết nối được rồi, thì bây giờ hứa cái gì đây? Hứa thì mình sẽ hứa rằng là kể từ nay vì sao, em sẽ biết cách trân trọng anh nhiều hơn, yêu thương anh bằng cách là cho anh những cảm xúc tuyệt vời nhất, biết cách giữ gìn anh, tiết kiệm, rồi là học cái cách để mình sinh sôi gia tăng, gia tăng cái gia tăng cái số lượng tiền nhiều hơn, hay chẳng hạn. Và mình sẽ trân trọng ha, trân trọng và không có cái sự lo lắng đẩy vào những cái cảm xúc không tích cực, không lo lo lắng, không thoải mái, thì bạn ấy sẽ rất là sợ cả nhà nha, được không ạ? Và mình sẽ sử dụng anh ha, sử dụng anh vào những mục đích hữu ích. Mục đích này sẽ giúp cho chính mình là thay đổi, chính mình phát triển và giúp cho mình tạo ra nhiều nhiều hơn nữa. Có nghĩa là tạo ra cái số lượng, cái cảm xúc nhiều hơn nữa, được không? Ví dụ như bây giờ anh chị đầu tư cho cái gì mà anh chị chắc chắn rằng là
Khi mà anh chị đầu tư như vậy thì tiền sẽ nhiều hơn mình hơn, mình sẽ gia tăng nhiều hơn, và mình khiến cho bạn tiền cảm thấy ok, thoải mái, thỏa mãn, khỏe, và có những cái cảm xúc là hạnh phúc đủ đầy, hào phóng, chứ không phải là sự lo lắng, sự ki bo kẹt xịn. Mình đang lo lắng rằng là mình chi vào có hợp lý hay không, được không cả nhà? Rồi, cái phần kết bài thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về phần ước mơ của mình cả nhà. Ừ. Thế bây giờ ước mơ của mình có nghĩa là cái điều mình mong muốn cả nhà, mong muốn cái số tiền ngay từ đầu mà Phúc nói với các chị là anh chị mong muốn cái số tiền đó về để làm gì, ví dụ như anh chị cần mua một cái chiếc điện thoại iPhone, hay là anh chị cần thực hiện hóa cái ngôi nhà của mình, anh chị cần một đi một cái chuyến du lịch tới đâu đó cùng với đội nhóm của mình, hay là bản thân của anh chị, hay là anh chị đưa mẹ của mình đi tới đâu, nói chung là nó sẽ là ước mơ, nó sẽ là điều mong muốn của mình, được không? Ừ, được không cả nhà? Hay là anh chị cần báo hiếu, hay anh chị dành cho con của mình những cái điều tuyệt vời nhất, được không? Và cuối cùng anh chị sẽ chốt lại một câu, đó là em vô cùng hạnh phúc và biết ơn anh, vô cùng biết ơn anh xuất hiện trong cuộc đời của em và cùng em đồng hành suốt cái kiếp này, yêu anh, được không ạ? Thì đó là cái phần mà Phúc chia sẻ với cả nhà, rất là nghiêm túc cả nhà ha. Chứ không phải là nó là một cái thứ gì đó mà chúng ta nghe cho qua rồi thôi. Nếu mà cái gì thật sự nghiêm túc thì anh chị ứng dụng để nó sẽ giúp cho các anh chị đạt được cái thứ mà anh chị mong muốn, cái điều mà các anh chị mong muốn. Và nó cũng là một cái hành trình nặng, một cái hành trình mà khi mà anh chị đạt được điều này rồi, Phúc mong rằng anh chị sẽ chia sẻ kiến thức hữu ích này đến cho rất là nhiều người họ ứng dụng. Và đặc biệt cái đầu tiên mà họ nhận được ngay đó là cái sự thoải mái khi những cái vấn đề nó đến, và họ ý thức được rằng là ngay bây giờ họ phải thay đổi, họ phải tốt nghiệp những cái bài học về quản lý tài chính, họ phải tốt nghiệp cái bài học làm như thế nào để phát triển công việc để gia tăng dòng tiền, làm như thế nào để cuộc sống của mình rõ ràng hơn, thảnh thơi hơn, chứ không phải là họ luôn luôn để cái vấn đề nó chật vật nó xảy ra trong cuộc sống của mình mỗi ngày và cứ gắn tiền với vấn đề đó, thì cả một cái hành trình, cả cuộc đời của họ cũng sẽ liên tục gặp những cái vấn đề không may. Đồng ạ, chúng ta cùng nhau và gieo nhân tốt để gặp một bầu trời quả ngọt cả nhà nha. Và đó là cái mong muốn của Phúc cũng như là một cái sứ mệnh để giúp cho chúng ta cùng nhau giàu có hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, yêu thương bạn tiền, yêu thương mọi thứ xung quanh cuộc sống của mình, và chúng ta trân trọng cái điều đó, được không ạ? Rồi, ngay bây giờ thì Phúc xin hẹn ở nhà của mình trong cái kiến thức lần sau, và với một cái mong muốn rằng là sẽ mang đến cho các anh chị nhiều điều tuyệt vời hơn. Và anh chị nào muốn học trực tiếp thì anh chị có thể tham gia cái nhóm rèn luyện cùng với Phúc mỗi ngày ha, để giúp cho chúng ta có được cái sự kết nối và duy trì được cái cảm xúc này cả nhà ha.